chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh sẽ làm một cái video để chia sẻ cho mọi người cái cách mà trồng củ cải mini nha. Thì Quỳnh trồng rất là đơn giản luôn, và kèm theo hôm nay á thì mình sẽ thu hoạch, sau đó thì mình sẽ ăn thử, ăn sống, mình chấm muối ớt, và mình sẽ thu hoạch thêm một số loại rau củ quả khác trong vườn nhà Quỳnh nữa nha. Tại vì bây giờ cái Quỳnh trồng cùng một lúc nó lên rất là nhiều luôn mọi người. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ Quỳnh sẽ quay lại cái quá trình Quỳnh trồng cho mọi người xem nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi ngâm hạt của cải đỏ này. Quỳnh gieo được 5 ngày thì nó lên được như thế này. Quỳnh sẽ để cây cách cây khoảng là 5 cm. Những cái cây mới lên 2 cây như thế này sẽ nhổ bỏ hết cây. Mình có thể lấy những cái này vào trong nhà nha. Thì mình sẽ tưới mát luôn. Và khi mà mình tắt cây á thì mình tắt vào buổi sáng sớm hoặc là chiều mát nha. Củ cải mini này mình trồng á thì chủ yếu là mình lấy củ á, và bữa giờ thì Quỳnh trồng thì ít khi nào Quỳnh xịt thuốc sâu lắm mọi người. Ở trên lá của nó bây giờ á chấm sâu nó ăn, với lại là mấy cái con cánh cam á nó cắn quá trời mọi người. Hôm bữa Quỳnh trồng á thì hả nó còn dư Quỳnh cắm qua đây nè. Ở bên mấy cái chậu mà Quỳnh trồng đậu rồng bên đây cũng vậy luôn. Rồi thì ở đây Quỳnh chuẩn bị một cái tràng rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhổ củ cải mini nha. Nha mọi người ơi, mình sẽ nhổ nhẹ nhàng nha, nhổ mấy cái củ nào mà lớn lớn nha. Củ nhỏ nhỏ thì mình sẽ chừa lại. Trời ơi nó đã chừa mọi người. Thấy thương quá trời quá đất luôn mọi người. Cái củ cải này á thì nó ghi trên cái bịch á là mình sẽ thu hoạch là từ 30 đến 40 ngày. Và hôm nay là đúng 30 ngày đó mọi người. Thì những củ còn lại á thì trong vòng 10 ngày mình sẽ để cho nó lớn rồi mình sẽ thu hoạch tiếp đợt thứ hai ha. Đó, đã ghê chưa, hôm nay cũng là lần đầu tiên Quỳnh trồng thử cái củ cải này. Quỳnh nghe nói mấy bạn nói là rất là dễ trồng, nhưng mà thật sự nó rất là dễ trồng luôn mọi người. Đó, dễ thương rồi, nó có cái màu hồng hồng siêu dễ thương luôn. Cái củ nào bự bự nhỏ nhỏ nha. Trời ơi, sao cái củ này giống tôi dữ vậy nè trời. Nó giống Quỳnh ta. Cái này bự bự nè. Đã quá mọi người. Cái này bự không? Nè, củ này thì được nè. Hai củ này chưa được ha. Củ này được nè. Trời ơi, nó lên nó cũng không đều nữa mọi người. Nó lên như chiếc hồ lô vậy. Đã quá mọi người. Thích quá. Cái củ này thì làm món gì ăn ta? Mình thấy ở Nhật thì người ta mua về, người ta chủ yếu là người ta trang trí là chính đó mọi người. Một bên đây nha. Mình vũ vũ sơ sơ đi. Chút nữa chiếc xe mình cũng rửa mọi người nha. Trời ơi, của bên này bự hơn nè. Nó dướng cái lá. Đã quá, củ này đã hồng hồng đẹp quá. Ở bên này nha mọi người, dịch ra cho mọi người dễ xem. Đó, mình trồng sát quá cho nên nó nhiều củ nó cũng không có lớn nổi đó mọi người. Đó đây. Đây. Nãy giờ mình quay một chút nữa mình ăn thì mình cũng sẽ rửa đó, cho nên mình hái cho nhanh nha. Tại vì trời bây giờ nó cũng sắp chuyển mưa rồi mọi người ơi. Tháng này mình cũng nói với mọi người là nó mưa dữ lắm. Trời ơi mọi người ơi, mình nhổ luôn cái củ này lên nó không, trời cái củ này không đậu luôn, chứ phải nhổ cây con. Cái củ không đậu luôn, trời ơi. Mình tưởng mình nhổ luôn cái củ mà cái củ kia lên rồi chứ. Trời ơi đã quá mọi người ơi, đã dễ sợ. Thấy thương quá.
sẽ tiếp ở đây nha. Đảo ở bên đây thì có vẻ thấy nó bự hơn rồi mọi người ơi. Trời ơi, nó lên cái cùi bên đây rồi mọi người ơi. Mà mình mới làm chán. Cái này là nhổ phải, nói chung là mình phải nhẹ nhẹ nha. Mà phụ huynh bắt thô bạo, sao cái củ này màu tím vậy mọi người? Cái củ màu tím vậy. Trời ơi. Không biết cái này chút vô mình nấu cái loại mà giống như là mình nấu theo canh súp được không ta? Mọi người, mọi người. Sâu nè. Sâu mà nó nằm dưới đất, cái quỳnh đào cái nó lên đó mọi người. Tạm biệt. Có nhiều bạn nói á, bồ quỳnh này thiệt chứ. Đó mà bắt được con sâu là bắt kêu tạm biệt con sâu. Có nhiều bạn sợ mọi người, cho nên cũng giống quay nha. Đã quá. Mình nhổ cho mấy cái kia kia nó lên cho lớn cho nhanh nha. Rồi. Đã quá mọi người. Hôm nay lần đầu tiên nhổ củ cải. Trời ơi, cái củ nãy cong vòng như cầu vòng luôn. Đã. Bên này nữa nè. Trời. Mập ú luôn. Quá đã luôn mọi người. Nó rất là dễ trồng luôn nha. Bạn nào mua trồng thử đi. Cũng thấy là rất là vui. Tiếp tới cái chậu thứ ba nha. Đó, chậu thứ ba đây. Ôi, cái chậu bên này hình như là ăn được hết rồi mọi người. Bự rồi nè, bự hết luôn rồi. À, có một số chưa bự thôi. Tắt cho cũng như đã lắm mọi người. Xa nó cũng sợ sâu đó mọi người. Không biết kêu nó ra nó nhổ nó có chịu ra không. Ngày bữa nó nhổ củ cải nó khoái lắm. Đã thiệt chứ. Đâu để Quỳnh nhổ hết cái chậu này rồi Quỳnh kêu xa thử coi nó chịu ra nó nhổ không. Nếu mà nó nhổ thì chắc nó cũng phải đeo bao tay mọi người. Chứ nó sợ lắm. Đã quá mọi người. Thôi nè. Dễ thương ghê luôn. Nhẹ thôi. À, củ này chưa được. Củ này cũng được. Có nhiều củ nó ra màu tím mọi người. Ây da. Có nhiều củ nó ra màu tím cho mọi người. Trời ơi, nhổ xong thấy nó thoáng liền luôn á. Kêu thằng xa ra nó nhổ chung với Quỳnh mà nó không ra mọi người ơi. Thôi bây giờ mình là nhổ đi. Nhổ cho nhanh nha. Trời chuyển mưa rồi mọi người ơi. Đã quá trời mọi người ơi. Công nhận. Cái cây này á, cái cây củ cải này á, trời ơi nó lên cây con. Thì Quỳnh ăn sống rồi. Nhưng mà nấu á, thì Quỳnh chưa có nấu nha. Hôm nay nấu, hôm nay là mình trồng được nhiều quá cho nên Quỳnh sẽ thử nấu coi nó ăn cái vị nó như thế nào. Đảo quá. Tính ra một bịch củ cải mà trồng á mọi người là mình trồng được 2 lần nha. Đảo quá. Rồi. Mình qua tiếp tới cái chậu bên đây nha. Cái chậu mà Quỳnh găm ké ở bên đây nè. Mà nó cũng lên bự quá trời quá đất luôn. Thích ghê là thích luôn. Sâu mà nó nằm chổng rộng ở dưới đây nè. Nó trốn dưới đất luôn mọi người. Ban ngày mình không thấy nó đâu. Nó xuất hiện vào ban đêm thôi. Cho nên ban đêm mới ra bắt sâu mới được nhiều nha mọi người. Đã ghê chưa. Cái này còn nhỏ ha. Rồi. Thì nãy giờ Quỳnh nhổ tổng cộng là 6 chậu là được bao nhiêu đây đó mọi người. Quá trời chưa. Thì mình sẽ lại đây mình hái Việt Quất nha mọi người. Đây. Đã quá mọi người ơi. Mấy trái Việt Quất mình mới hái cách đây 1-2 ngày mà hôm nay nó chín hết rồi nè. Trời ơi, hái nhẹ nhẹ thôi nha. Trời. Cái này hôm bữa Quỳnh ăn thì nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon luôn. Đó. Được như đây nè mọi người. Đã ghê không. Hôm nay á thì luôn cả cái cây ở bên đây. Đây. Cái cây bên đây nè mọi người. Nó cũng đã đỏ rồi. Ôi nó cũng đã đen rồi. Ở đây còn nữa không. Đây.
nó đã đen rồi, cho nên mình bắt đầu mình hái được rồi nha. Đó, trời ơi, chăm dây nè mọi người. Dễ thương. Đó, mấy trái dừa cuối cùng mới vừa hái xong. Dòng ra tiếp ở đây để mà mình hái tiếp mâm sâu nha mọi người. Trời ơi, nó chín nhanh lắm mọi người ơi. Nhanh lắm luôn. Hôm bữa đem qua tặng cho chị bạn của Quỳnh. Trời ơi, chị thích lắm mọi người ơi. Nhà chị có đứa gái nhỏ đó. Đứa gái thì trời ơi, rất là nguyên chùm mọi người. Đứa gái nhỏ thì nít mọi người thích ăn nào chua chua ngọt ngọt như là dâu tây hoặc là trái này nha. Trời, thật sự trái này ở trong siêu thị thì bán cũng mắc nha mọi người, chống rẻ nha. Một hộp có chút xíu thôi là 300 yên là 60 ngàn tiền Việt Nam rồi đó. Còn cái này thì ở bên Việt Nam mình thì chắc mắc rồi nha. Cây này thì Quỳnh trồng được 2-3 năm rồi đó mọi người. Kế bên đó, nó nhanh chín lắm mọi người. Trời mưa mưa mà nó cũng nhanh chín nữa nè. Nó tới lúc mà nó chín là nó nhanh lắm. Wow, nó được cái nó ngon mà nó bị hơi bị gai nha mọi người, gai á. À, một chút nữa qua quay cái cây bên kia cho mọi người xem nữa nha. Đã quá cho mọi người. Đó, bữa mới hái cách đây 2-3 bữa. Mới 2-3 bữa thôi đó mọi người. Hồi nãy Quỳnh có nói á, là Quỳnh mới đầu tư thêm là một cây mâm xôi trái màu đen nha mọi người. Màu đen màu đỏ nhưng mà nó ra chủ yếu là trái màu đen là chính nha. Thì hai cây này thì nó cũng hỏi nhau nhưng mà nó khác cái màu thôi. Ổn nha. Mình sẽ đi vào bên trong vườn để mà mình hái tiếp dưa leo nha mọi người. Trời bỏ. Dưa leo này nó nhiều lắm mọi người ơi. Đây, cho mọi người xem nha. Đây dưa leo mọi người ơi. Đó, dưa leo. Nhiều chưa mọi người ơi. Mới hái cách đây bữa hai bữa mà nó nhiều vậy đó mọi người. Đó, cái này nha. Mới hái. Áo, rớt rồi. Mới hái ngày hôm qua chứ hôm qua là mọi người đã xem rồi. À, video mà Quỳnh làm mà dưa leo trái tim, dưa leo ngôi sao á. Bên này. Vào. Ba trái. Còn không? À. Ở trên đây thì trái này đợi mai mốt rồi mình ăn nha. Qua bên đây nha. Mọi người phải mọi người phải coi cái video mà Quỳnh chia sẻ cách trồng dưa leo đó mọi người. Mọi người làm theo cách của Quỳnh là bảo đảm với mọi người là ăn phê cô đơn luôn, ăn hoài không hết. Ăn hoài không hết, ăn hết mùa luôn. Đây, cái trái ngày hôm qua là trái ngày được rồi nè, Quỳnh hái luôn nè. Đó, đó, đã chưa mọi người ơi. Đây. Cái trái này nó hơi được ha, đậm đẻ đó ha. Rồi quay quanh đây cho mọi người xem. Đây, ở chỗ này ha là ba trái ha. Quay chỗ cái dạng dưới đây cho mọi người xem nè. Dưới đây ba trái nè. 4 trái 5 trái à. Rồi mình hái đây nha. Hái để mai mốt mưa rồi mọi người ơi. Cho nên á mình tranh thủ đi chứ không á hả là nó già mấy cái trái này mọi người ơi. Đó, đã chưa hết tay cầm. Hết tay cầm. Hết tay cầm. Đây trái này mà cũng được hái luôn đi. Đó. Rồi, bên đây nè. Đó. Quá. Đó. Rồi cái này nè. Bây giờ. Đó. Đó, hôm nay Quỳnh hái được như đây nha mọi người, đã ghê chưa? Tươi rồi đói luôn. Rồi mọi người ơi, bây giờ thì mình sẽ hái tới đậu tầm nha. Đây, đây là hai cái chậu đậu tầm của Quỳnh mà lá hôm nay nó muốn rụi rồi đó mọi người. Cho nên bây giờ là mình sẽ bắt đầu hái nha. Chứ không là nó sẽ bị sâu, nó đục vô trái đó mọi người. Đây nha mọi người, mình bẻ là được à. Đó. Đó. Cái trái này, cái đầu nó hơi nâu nâu là được rồi ha. Có nhiều trái ở đây nó cũng hư quá trời luôn mọi người. Ok, mình sẽ cắt cái cọng dây đi cho mọi người xem. Cái này mọi người. Đó, đã ghê không? Hôm nay là mình hái hết luôn đó mọi người ơi. Trái lớn trái nhỏ gì là hái hết nha. Mình dịch ra từng cây mình hái nó mới nhanh nào. Đó. Cái vỏ nó bị như vậy nhưng mà ở trong thì nó vẫn ăn được nha mọi người. Đó.
đã ghê không? Quá đã luôn, quá đã luôn, quá đã, quá đã. Em sẽ hỏi Quỳnh ở đây là Quỳnh trồng mấy cây? Ở đây là Quỳnh trồng có 4 cây thôi nha mấy người, tại vì mình ngắt ngọn á, cho nên nó ra được nhiều cây con nha, chứ thật sự có 4 cây thôi. Đã quá mọi người ơi, đã ghê chưa, quá đã luôn. Hết rồi, hết rồi. Đó, mọi người nghe tiếng chim hót trong vườn Quỳnh líu lo không? Nghe nó gọi là thư giãn đầu óc lắm nha mọi người. Cũng nói chung là cũng xả stress lắm nha. Ở đây nè mọi người, đâu rồi? Quỳnh mới thấy là mất tiêu ta. À đây nè, có đây, có mấy cái nhỏ nhỏ nè, biết mọi người thấy không ta? Ở bên Việt Nam gọi là hoa u đàm nha. Trời ơi, ở đây là nè, ở đây nè mọi người, dưới đây nè gọi là hoa u đàm. Ở nhà Quỳnh nó quá trời quá đất luôn nha mọi người. Cái này gọi là trứng của con bọ gì hay con sâu gì nha mọi người, chứ không phải hoa u đàm nha. Có nhiều người thì nói trứng bọ, trứng sâu gì đó, rồi có nhiều bạn thì nói là hoa u đàm, cho nên Quỳnh cũng chả có biết hoa u đàm nó như thế nào, cũng coi trên mạng người ta nói này nói kia nhưng mà không biết có đúng hay không. Nó rớt rồi, bạn nào biết thì chỉ cho Quỳnh đi. Năm ngoái Quỳnh cũng tưởng, Quỳnh cũng quay video cho mọi người xem, nhưng mà thật sự thì không phải nha mọi người. Đó, đâu rồi? Trời ơi, cây này trái được rồi nè mọi người, đã quá. Cái cây này thì trồng được 2 mùa nha mọi người. Bây giờ thì mùa xuân mình trồng, tới mùa hè mình thu hoạch, và tới cuối mùa hè mình trồng, thì mùa thu mình sẽ thu hoạch nha. Đó, à dạ, rớt. rớt. Nó chạy. Bây giờ thì lá nó cũng héo hết rồi, bây giờ mình có để thì mình cũng không có được nha mọi người. Nó nóng á, cái cây cái lá nó thối nó hư hết rồi, mình để nó lên cũng không tốt nữa. Nó không đủ chất dinh dưỡng để nuôi cái trái nha. Wow, đã chưa nè mọi người. Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ mở ra phía bên trong cho mọi người xem nha. Hôm nay cái đậu này thì anh xã Quỳnh nướng ăn, hoặc là mình có thể nấu súp ăn cũng rất là ngon nha. Cái đậu này gọi là đậu tầm nha mọi người. Đây, mọi người coi cái hạt ở trong nè. Đây nha. Đây, đây là cái hạt đậu tầm ở phía bên trong nha. Nó cũng rất là bự nha mọi người. Đây, đó, đã ghê, nó rất là ngon. Cái lớp vỏ thì nó hơi cứng, mình ăn thì mình sẽ lột cái lớp vỏ này ra nha, nó cũng rất là béo luôn. Tiếp theo thì bây giờ thì Quỳnh sẽ hái tới là đậu que nha mấy người. Đó, bước vào bên trong này, nó nằm ở dưới quá trời luôn nè mấy người. Đó, đã ghê không, hôm nay nó bự hết rồi. Ôi, nó đù tỏn tẻn toàn tàn này. Mới có đất đây 2 ngày thôi đó mọi người. Mưa mấy bữa nay nhà Quỳnh là coi như hầu như là ngày nào cũng mưa nha, mưa dữ lắm. Bởi vậy mấy cái đậu này nó lớn rất là nhanh luôn. Để riêng qua bên đó này cho nó chúng mình lụm. Lớn rất là nhanh luôn. Đây à, đã quá, quá đã. Quá đã. Đây nè mọi người, ở trên nè. Trời ơi, nó dướng cái vàng ở trong đó mọi người. Cái nó dướng lá, cái Quỳnh không tỉa nè. Cho nên bây giờ hả, cái trái ở trong á bây giờ nó bị cong cong hết trơn luôn. Nó mình giật xuống vậy cũng ra nữa. Đây, đã quá. Đây, nó nằm tút lút ở phía bên trong nè. Đâu rồi? Quỳnh đã nhỏ con rồi mọi người, có 1,5 m ha, mà cái vàng này nó lên tới nó lên tới 1,6 m luôn. Bởi vậy đây nè, bởi vậy nó hơi cao.
Đã quá, làm một lần nữa thôi còn không nha. Wow, hết rồi. Cái mớ đậu que Quỳnh mới vừa hái xong đó mọi người. Tươi rồi rối luôn. Đã quá. Có mấy cái lá đó. Quá xá đã luôn. Rồi bây giờ Quỳnh cũng sẽ cho củ cải vào rửa luôn. Trời ơi, cái đất dễ sợ luôn. Wow, rất là đẹp và dễ thương. Siêu dễ thương luôn. Trời ơi, rửa xong nhìn cua tay hột meo quá mọi người. Cua tay hột meo. Đảo quá. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Thì ngày hôm nay là Quỳnh thu hoạch được là một ít dưa leo, khoảng mười mấy trái đó mọi người, xanh mướt luôn. Kế bên là đậu que, một ít là mâm xôi Việt Quốc, chén muối ớt để kế bên để mà mình ăn chung với củ cây đỏ nha. Và là một ít đậu tằm. Và bên đây là cái mẹt của cây đỏ mà Quỳnh mới vừa rửa xong. Quỳnh chuẩn bị là một chén muối ớt, muối ớt tôm nha mọi người. Bây giờ thì Quỳnh sẽ lấy một củ ăn thử. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Quỳnh cắn bỏ cái phần ở ngoài nha mọi người. Trời ơi, tưởng nó không bự nhưng mà nó cũng bự nha mọi người. Chấm bự nha. Chấm nha. Đây. Xin mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Đây. Nó hơi cay cay mọi người ơi. Nó cay tại vậy mà nó cay nồng nha. Cái củ này nó cay mọi người ơi. Trời ơi, nó vừa cay mà nó vừa đắng nè mọi người. Cái củ cải mini mà là củ cải mini cherry á, thì cái củ đó thì nó ngọt. Còn cái củ này thì nó cay. Nó vừa cay, nó vừa nồng, nó giống như là ở bên Việt Nam mình á, có một số loại củ cải thì nó cũng cay, nó nồng nha mọi người. Cái lớp vỏ thì hơi bị cứng nha. Không ăn vỏ nha mà mình ăn thử hả. Phần trên ăn còn đỡ, xuống dưới phần dưới nha mọi người. Trời ơi, nó cay. Nó cay mà giống như là mình ăn theo cái dạng mà ăn wasabi nha mọi người. Còn nó cay. Bây giờ nó cay nó muốn giống như là nó bị cái chỗ cái hàm nha mọi người. Cái này là phải nấu ăn hoặc là cắt nhỏ ra là mình trộn với cái gì nha mọi người. Chứ mà ăn như vậy là ăn không có được, bởi vì nó rất là cay luôn. Bởi vậy á, ở Nhật thì hầu như người ta trồng cái này chủ yếu là người ta trang trí là chính nha mọi người. Cho nên hôm nay Quỳnh cũng lần đầu tiên Quỳnh trồng và cũng lần đầu tiên Quỳnh ăn thử cái củ cà rốt, củ cải mini loại này nha. Nó cay nha mọi người, nếu mà mình ăn thì mình nên nóng nha. Thôi Quỳnh kết video lại tại đây nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Quỳnh hy vọng cái video ngày hôm nay chia sẻ cái cách trồng cái cây củ cải này sẽ hữu ích đối với mọi người, sẽ hữu ích đối với những bạn nào yêu thích trồng rau trồng hoa giống như Quỳnh. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai nha. Bye bye.